Nga chỉ còn tên lửa cho hai cuộc tập kích lớn. Ukraine cho rằng, sau các cuộc tập kích diện rộng suốt 3 tháng qua, kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, trong khi việc khôi phục đòi hỏi thời gian. Một trang tin của Ukraine dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Bulanov ngày 1 tháng 1 nhận định, Nga chỉ còn đủ tên lửa cho hai cuộc tập kích quy mô lớn nữa. Theo ông, gần đây, Nga đã bắt đầu giảm số lượng tên lửa trong mỗi đợt tập kích, từ hơn 100 quả còn 50-60 quả một lần, để duy trì tần suất tấn công. Nga bắt đầu tập kích trên lửa diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng trên Ukraine từ tháng 10 năm 2022. Một báo cáo của cơ quan tình báo quốc phòng Anh cuối tuần trước cho biết, kể từ đó đến nay, Nga đã hình thành chiến thuật cứ sau 7 đến 10 ngày sẽ tiến hành một cuộc tập kích lớn. Giới chuyên gia tin rằng chiến thuật tập kích diện rộng của Moscow nhằm làm kiệt quệ hệ thống phòng không Ukraine gây khó khăn cho chiến dịch phản công của Kiev. Bộ quốc phòng Anh dự đoán Nga có thể tiến hành thêm một đợt tấn công quy mô lớn nữa trong những ngày tới. Tuy nhiên, họ cho rằng Nga khó duy trì xu hướng này lâu dài bởi không vũ khí cạn kiệt. Ông Muranov nói, Moscow có thể đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng vào khoảng tháng 3, trong khi đó để khôi phục kho tên lửa, Nga phải mất vài tháng. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng khẳng định, tình hình ở mặt trận Bắc Bút, miền đông nước này không phải là thảm họa dù Tổng thống Vladimir Zelensky nhiều lần thừa nhận khó khăn ở đây. Về phía Nga, giới chức nước này bác bỏ nhận định của Ukraine và phương Tây về nguy cơ cạn kiệt vũ khí. Tổng thống Vladimir Putin cuối tháng trước hối thúc các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng đẩy nhanh tốc độ sản xuất để cung cấp trang thiết bị cho quân đội nhanh nhất có thể. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là các tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày sáng sớm đầu năm 2023, Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, Trước đó, trong ngày cuối năm, Nga cũng bắn một loạt tên lửa vào nhiều mục tiêu ở nước này. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy 45 máy bay không người lái Sahel do Iran sản xuất. Trong đó, 32 chiếc bị bắn hạ vào sáng sớm đầu năm 1 tháng 1 và 13 chiếc vào cuối ngày 31 tháng 12. Trong ngày 31 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu mừng năm mới và nội dung phát biểu báo hiệu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Hiện đã bước sang tháng thứ 11, vẫn sẽ tiếp tục. Người dân Kiev kể với Reuters, Mặc dù coi báo động không kích đã hú hơn 4 tiếng trong đêm, một số người dân đã ra ngoài ban công và hô vang chiến thắng cho Ukraine, chiến thắng cho những anh hùng của chúng tôi vào giờ khắc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm 2023. Theo Reuters, do Ukraine vẫn thực hiện giới nghiêm từ 19 giờ đến nửa đêm trên cả nước, nên việc tổ chức các lễ kỷ niệm mừng năm mới 2023 hầu như không thể diễn ra ở các không gian công cộng. Viết trên mạng xã hội, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, các mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ có gây thiệt hại nhưng rất ít ở trung tâm thủ đô. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có trường hợp thương vong nào. Báo cáo ngày 1 tháng 1 của các bộ chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết, nga đã phóng 31 quả tên lửa và thực hiện 12 cuộc không kích trên khắp đất nước trong ngày 31 tháng 12. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã làm hư hại cơ sở hạ tầng ở Sumy về đông bắc của đất nước, Kermanitsky ở phía tây, Zaporizhia và Kherson ở phía nam và đông nam. Valentin Radnychenko, thông đốc vùng Dnipropetrovsk cho biết, đầu ngày 1 tháng 1 sau khi có báo cáo những cuộc pháo kích dữ dội trong đêm đã khiến một người bị thương, hãy để ngày hôm nay trôi qua trong bình yên. Trong khi đó, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, miền nam nước Nga, giáp Ukraine cho biết, các cuộc pháo kích qua đêm ở vùng ngoại ô thị trấn Sebekino đã làm hư hại nhiều ngôi nhà nhưng không có thương vong. Truyền Thông Nga cũng đưa tin về các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực Donetsk và Lugansk do Nga kiểm soát. Các quan chức địa phương nói rằng có ít nhất 9 người bị thương. Chuyên Trang quân sự Eurasian Times đăng tải đoạn video quay ở hiện trường, cảnh tên lửa Iglaet của Ukraine bắn rơi tên lửa Nga. Video cho thấy tên lửa hành trình KH phóng từ trên không của Nga có thể là KH101. Kh-55 bị tên lửa Manpad của Kiev bắn trúng và nổ tung trên không. Igla là hệ thống tên lửa phòng không cơ động được thiết kế để tấn công máy bay quân sự phương tiện bay không người lái và tên lửa hành trình bay ở cửa ly 500 đến 6.000 m và độ cao từ 10 đến 3.500 m. Nó có tốc độ 850 m trên giây. Hệ thống bao gồm tên lửa 9M39, ống phóng 9P39, bộ kích hoạt 9P516 với bộ dò radar mặt đất tích hợp 1L14 và máy tính bản điện tử cầm tay 1L110. 9M39 được trang bị đầu dò hồng ngoại, có thể đã theo dõi vệt nhiệt và bắn trúng tên lửa hành trình. Một vụ nổ lớn xuất hiện trên trời dường như chỉ cách mặt đất vài trăm mét. Với những tên lửa bay thấp như vậy, chúng gần như không thể bị đánh trúng bởi ngay cả những hệ thống phòng không và tiên tiến nhất do phương Tây cung cấp. Do đó, MANPADS phù hợp nhất để đánh chặn các mục tiêu bay thấp một cách hiệu quả. Cả Nga và Ukraine đang sử dụng tên lửa chính K-38 Igla trong cuộc giao tranh đã kéo dài tới tháng thứ 11. Vũ khí này được xem là sát thủ phòng không tầm thấp, có khả năng đánh chặn hiệu quả các mục tiêu bay sát mặt đất vào hồi tháng 9 tư lệnh lục quân Nga Oleg Sandukov tiết lộ rằng một phần ba số tiêm kích mà quân đội Ukraine mất từ đầu chiến sự tới thời điểm đó là do hai loại tên lửa phòng không vắt vai Iglaed và V3 của Moscow. Trong cuộc chiến ở Ukraine, các tổ hợp tên lửa phòng không vắt vai Manpass đã gây ra mối đe dọa lớn trên chiến trường. Ukraine đang triển khai hai loại Manpass, chính là bao gồm tên lửa Igla và tên lửa Stinger được phương Tây viện trợ. Nga thông báo, trong hai ngày chiến đấu, các lực lượng của nước này đã bắn rơi 5 máy bay quân sự của Ukraine, trong đó có 4 trực thăng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, không quân nước này ngày 29 tháng 12 năm 2022 đã bắn rơi 3 máy bay quân sự Ukraine, gồm một tiêm kích MiG-29, hai trực thăng Mi-8 Mặt khác, Nga cũng cho hay, vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, tiêm kích nước này đã bắn rơi hai trực thăng Mi-8 khác của Kiev tại Donetsk. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga, nhưng nếu thông tin trên là chính xác, thì Kiev đã mất 4 trực thăng và một tiêm kích chiến trường trong 2 ngày cuối năm. Ngoài ra, Nga cũng thông báo rằng, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ukraine đã mất 9 máy bay không người lái UAV trong các cuộc giao tranh, bao gồm một chiếc TB2. Trong thời gian qua, Nga nhiều lần công bố thông tin bắn rơi tiêm kích Ukraine. Hai vũ khí được giới chuyên gia nhiều lần nhắc tới là Su-35S và MiG-31. Nga đã sử dụng hai tiêm kích trên để thực hiện chiến thuật nhìn xuống bắn hạ. Các máy bay này sẽ duy trì độ cao, sử dụng hệ thống radar uy lực, quét toàn bộ khu vực phía dưới, rồi truy dò mục tiêu đối thủ để phóng tên lửa không đối không, chính xác ở khoảng cách vài trăm km. Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay Ukraine bằng chiến thuật này và Kiev vốn chỉ sở hữu các tên lửa không đối không tầm bắn dưới 100 km và không có quá nhiều hệ thống phòng không, nên họ không kịp ứng phó với các đoàn tấn công từ Nga. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai, song tình hình chiến sự vẫn bế tắc. Đã 6 tuần trôi qua kể từ khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát vùng chiến lược Kherson, nhưng từ đó đến nay có rất ít hoạt động ở tiền tuyến. Vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc phản công mới của Ukraine, trong khi điều kiện thời tiết dường như không thuận lợi khi mặt đất lầy lội khiến việc điều động lực lượng quân sự gặp khó khăn. Bài phát biểu năm mới của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mục tiêu dài hạn của Ukraine là giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Đáng chú ý, ông Zelensky hai lần đề cập đến mục tiêu giải phóng Melitopol, thành phố chiến lược trong cuộc xung đột. Việc kiểm soát thành phố này sẽ cắt đứt đường nối giữa bán đảo Crimea và quân đội Nga ở miền đông Ukraine. Ukraine đã nhiều lần cho thấy lực lượng quân sự nước này sẵn sàng linh hoạt về mặt chiến thuật, thăm dò điểm yếu của Nga và tìm kiếm một bước đột phá. Tuy nhiên, các khu vực khác mà Ukraine đang gây sức ép gần Crimea và theo hướng Svatov ở phía bắc Lugan không có ý nghĩa chiến lược như vậy. Trong khi đó, ở khu vực Donbass, Đôn miền đông, xung quanh thành phố Bakhmut, Ukraine vẫn ở thế phòng thủ, hứng chịu các đợt tập kích của Nga khi Moscow ngày càng giành được nhiều thắng lợi trong và xung quanh tiền tuyến. Trong thông điệp năm mới, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine là nhằm bảo vệ người dân trong các lãnh thổ lịch sử ở các khu vực mới của Liên bang Nga, ám chỉ bốn khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9. Ông Putin dường như ngụ ý rằng Nga sẽ tìm cách kiểm soát hoàn toàn các khu vực sáp nhập. Điều này cũng giải thích lý do các cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut vẫn tiếp tục trong suốt mùa thu và mùa đông. Phần lớn nỗ lực quân sự của Nga tập trung vào việc tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện ngày càng kéo dài ở các thành phố quan trọng. Cũng có những dấu hiệu cho thấy Nga đang giảm tốc độ tiến công. Nga đã bắn khoảng 20 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm giao thừa, ít hơn nhiều so với mức 80 đến 100 tên lửa mà Moscow đã phóng vào các ngày trong tháng 10 và tháng 11. Và 69 tên lửa đã được bắn vào các mục tiêu Ukraine hồi đầu tháng 12 các hệ thống phòng không của Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây dường như đang được cải thiện, đặc biệt trong việc đối phó với các máy bay không người lái của Nga. Hôm 1 tháng 1, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tất cả 32 máy bay không người lái được phóng từ nửa đêm. Tình hình chiến sự vẫn nguy hiểm và khó dự đoán, nhưng cuộc tấn công của Nga vào mạng lưới năng lượng của Ukraine không làm suy yếu quyết tâm của Kiev. Bài phát biểu của Tổng thống Putin đã nói rõ rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Khoảng một nửa trong số 300.000 quân được Nga huy động vào năm ngoái vẫn chưa được triển khai ở tiền tuyến và Ukraine cảnh báo một đợt huy động mới có thể diễn ra trong vài ngày tới. Ngay cả khi kho vũ khí của Nga đang sụt giảm, Ukraine vẫn có thể gặp khó khăn hơn trong bất kỳ cuộc phản công nào trong tương lai nếu Moscow triển khai lực lượng một cách hiệu quả. truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 1 tháng 1 đưa tin, ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đang nhân danh tăng cường hợp tác với các đồng minh ở châu Á để tạo ra một phiên bản NATO ở châu Lục này. Ông Kim cho rằng trong năm 2022, Mỹ thường xuyên triển khai các phương tiện có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới gần Triều Tiên, làm tăng áp lực quân sự đối với Bình Nhưỡng lên mức tối đa. Ông cũng cáo buộc Mỹ thúc đẩy hợp tác với các đồng minh để nỗ lực lập ra một khối quân sự như phiên bản châu Á của NATO. Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của Triều Tiên. Tuy nhiên, hồi giữa năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington sẽ đồng hành cùng các đồng minh và đối tác tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kịch bản có NATO phiên bản châu Á sẽ không xảy ra. Ngoài ra, trong bài phát biểu, tại cuộc họp của Đảng Lao động Cầm Quyền, ông Kim kêu gọi Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo sức mạnh quân sự áp đảo để bảo vệ chủ quyền và an ninh của Triều Tiên. Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ KCNA cho biết, Triều Tiên đã tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu, trong đó có việc thay thế bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Cầm Quyền, kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội mới. Cùng với việc thông báo kết quả phiên họp toàn thể quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên, KCNA cho biết, ông Park Jong-chon đã bị thay thế. Và cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ri Dong-gin, được bầu làm bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Triều Tiên không đưa ra lý do thay thế ông Park Jong-chon, người đã được thăng hàm nguyên soái quân đội Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái, sau khi trở thành tướng 4 sao vào năm 2019. Cũng theo thông báo của KCNA, ông Kang Sun Nam được bổ nhiệm làm tân bộ trưởng quốc phòng, và ông Park Su-in, bộ trưởng an sinh xã hội, được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên, KPA, thay thế ông Ri Tae-sop. Thay vào đó, ông Ri Tae-sop được bổ nhiệm làm bộ trưởng Công an. Báo cho Sanievo dẫn lời tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yeol cho biết, giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng tập trận chung để tăng khả năng trang đe hạt nhân. Tổng thống Jun cho biết thêm, phía Washington khá ủng hộ ý tưởng này, các lực lượng hạt nhân là của Mỹ, nhưng việc lên kế hoạch, chia sẻ thông tin và huấn luyện sẽ được phối hợp thực hiện. Mỹ là đồng minh thân cận của Hàn Quốc. Hiện tại, khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồng trú ở quốc gia châu Á này. Quân đội hai bên thường tập trận chung định kỳ ở khu vực. Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và mở rộng kho hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ, coi đây là chiến lược quốc phòng 2023. Trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho rằng nước này cần đạt được sức mạnh quân sự áp đảo để bảo vệ chủ quyền. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Tình hình hiện tại đòi hỏi phải nỗ lực gấp đôi để tăng cường năng lực quân sự một cách áp đảo để đáp trả những động thái quân sự đáng lo ngại của lực lượng thù địch. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa có cuộc điện đàm với các chỉ huy hàng đầu của quân đội, yêu cầu họ đẩy mạnh huấn luyện thực tế và chuẩn bị trạng thái sẵn sàng tâm lý vững chắc để đảm bảo mọi hành động gây hấn từ Triều Tiên sẽ bị trả đũa rõ ràng. Tổng thống Yoon cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục thực hiện các động thái khiêu khích như phóng tên lửa và thử hạt nhân, nhưng không đề cập biện pháp trả đũa cụ thể có thể được Hàn Quốc áp dụng. Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trước đó cho biết, lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu tăng tốc độ sản xuất theo cấp số nhân để chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng như ra lệnh cho ngành công nghiệp quốc phòng chế tạo mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. ICBM thế hệ mới với khả năng tấn công đáp trả chấp nhoắn. KCNA dẫn lời ông Kim nói tại phiên họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên. Tình hình hiện nay đòi hỏi tăng cường nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự áp đảo nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia cơ bản đối phó với những động thái quân sự của Mỹ và những lực lượng thù địch khác nhằm vào chúng ta. Triều Tiên vào sáng mùng 1 tháng 1 phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển, đánh dấu vụ khai hỏa tên lửa đầu tiên của nước này trong năm 2023. Quả đạn bay xa 400 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc gọi vụ phóng là hành động gây hấn nghiêm trọng, làm tổn hại hòa bình và an ninh khu vực, nhấn mạnh nước này đang phối hợp với Mỹ để theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Nafi Taka. Thông báo ngày 1 tháng 1 đã xảy ra một vụ nổ làm rúng động thủ đô Kabul, gây nhiều thương vong. Theo tường thuật của hãng tin Tân Hoa, ông Taka kêu gọi, vụ nổ xảy ra bên ngoài cổng của một sân bay quân sự sáng nay và không may làm một số công dân của chúng tôi thiệt mạng và bị thương. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện tấn công. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này sẽ tổ chức 9 cuộc tập trận quốc tế trong năm nay, trong đó 8 cuộc tập trận song phương dự kiến được tổ chức tại các cơ sở huấn luyện thuộc các quân khu của Nga. Trong những cuộc diễn tập trên, nổi bật là cuộc tập trận Nga-Ấn Độ với tên gọi là Indra năm 2023, cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu quân sự chung chống khủng bố sứ mệnh hòa bình 2023 của các quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của những cuộc tập trận bao gồm lập kế hoạch quân sự chung, duy trì tương tác giữa đại diện của các cơ quan đầu não và các đơn vị quân đội của các nước tham gia, cũng như phối hợp hành động nhằm vô hiệu hóa các đội vũ trang bất hợp pháp. Bộ này cho biết, mục đích của tất cả cuộc diễn tập nhằm gìn giữ hòa bình và chống khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở liên quan đến máy bay không người lái UAV của Ukraine Cuộc tấn công đã phá hủy các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine cũng như các cơ sở được Kiev sử dụng nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga. Tuyên bố cho biết thêm, cuộc tấn công của Nga cũng nhằm vào các địa điểm tập kết và bãi phóng UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, kế hoạch của Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga trong tương lai gần đã bị ngăn chặn trong một tuyên bố trên Telegram, người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhnyi cho biết máy bay ném bom tầm xa và các hệ thống trên mặt đất của Nga đã phóng 20 tên lửa vào Ukraine trong ngày 31 tháng 12. Ông tuyên bố 12 tên lửa trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc tấn công ngày 5 tháng 12, Ukraine đã tìm cách tấn công các căn cứ có máy bay ném bom tầm xa của Moscow ở vùng Saratov và Ryazan, sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng, các UAV từ thời Liên Xô được sử dụng trong các cuộc tấn công vào căn cứ Enzo và Diaghilevo đã bị lực lượng phòng không phá hủy. Nhưng mảnh vỡ của các UAV này đã khiến ba người thiệt mạng, hai máy bay hư hại nhẹ. Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tương tự hôm 23 tháng 12 nhằm vào sân bay Angel. Chiếc UAV cũng bị bắn hạ, nhưng ba quân nhân bị thương nặng do các mảnh vỡ. Theo các quan chức Nga, không có thiệt hại nào đối với máy bay trên mặt đất. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã nhiều lần sử dụng UAV cỡ nhỏ để nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga và Crimea. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Kristalina Georgieva dự đoán đối với phần lớn nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022 do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Theo bà Georgieva, lần đầu tiên sau 40 năm, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Sự bùng phát của các ca nhiễm COVID-19 trong những tháng tới nhiều khả năng sẽ tác động hơn nữa đến nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay và khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực và thế giới chậm lại. Bà Georgieva cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái trong khi đó một nửa liên minh châu Âu EU sẽ suy thoái trong năm sau. Triển vọng của các thị trường mới nổi thậm chí còn tồi tệ hơn vì mức nợ và việc đồng đô la Mỹ mạnh. IMF dự đoán 1 phần 3 nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023. Cảnh sát Uganda vào ngày 1 tháng 1 cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi xảy ra vụ giẫm đạp tại một trung tâm mua sắm vào ngày đầu năm mới 2023. Theo cảnh sát, sự cố xảy ra vào thời điểm giao thừa khi ban tổ chức sự kiện ca nhạc chào mừng năm mới kêu gọi những người tham dự ra bên ngoài để cùng xem trình diễn pháo hoa. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, một hành lang hẹp đã xảy ra việc sẫm đạp, làm năm người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người bị thương. Cảnh sát cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và vận chuyển người bị thương đến bệnh viện. Tuy nhiên, bốn người khác đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Trong số các nạn nhân có một bé trai 10 tuổi một cơ quan cố vấn của Quốc hội đã vạch ra các vấn đề mà các nhà lập pháp có thể phải đối mặt nếu muốn cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Kiev. Cơ quan nghiên cứu Quốc hội CRS cảnh báo Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với các vấn đề trong cả vai trò lập pháp và giám sát đối với kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Viện nghiên cứu là một cơ quan của chính phủ Mỹ nhằm cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên của Quốc hội trên cơ sở phi đảng phái chính phủ Mỹ đã cam kết cung cấp một khẩu đội hệ thống phòng không tiên tiến MIM-104 Patriot cho Kiev vào đầu tháng này, sau chuyến thăm không báo trước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington. Thời hạn giao Patriot vẫn chưa rõ ràng vì việc đào tạo vận hành hệ thống khá phức tạp. Các phương tiện truyền thông Mỹ gợi ý rằng quân đội Ukraine có thể được mời đến Mỹ để huấn luyện. Động thái này vẫn chưa xảy ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. CRS lưu ý việc đào tạo các đội sửa chữa cho hệ thống Patriot đã mất khoảng 53 tuần, đồng thời nhấn mạnh còn rất nhiều việc phải làm trước khi Ukraine có thể vận hành một hệ thống Patriot hoạt động trên mặt đất. CRS kêu gọi các nhà lập pháp kiểm tra nguồn gốc chính xác của hệ thống Patriot cung cấp cho Kiev. Theo CRS, hệ thống Patriot và các thiết bị đánh chặn liên quan được gửi đến Ukraine có thể được lấy từ các đơn vị và kho dự trữ quân đội hiện có của Mỹ. CRS cho rằng nếu Mỹ quyết định chuyển hệ thống Patriot đang được biên chế cho lực lượng như Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hoặc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chuyển cho Kiev thì có thể tạo ra rủi ro tiềm tàng ở những nơi đó. Trong khi đó, việc cung cấp Patriot từ nước Mỹ có thể cản trở chu kỳ đào tạo hoặc hiện đại hóa